Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì trước khi đi vào chủ đề nói chuyện hôm nay thì xin quý vị khán thính giả khắp nơi, đặc biệt là ở những nơi mà không bị lũ lụt, thì mở rộng hậu bao để mà tiếp tay cứu trợ cho các nạn nhân vùng lũ lụt ở tỉnh miền Trung ở Việt Nam, và cũng một lời chia sẻ động viên đến với những gia đình mà đã bị tai họa của lũ lụt miền Trung trong năm nay, và có những gia đình đã có những người thân hy sinh mất mát. Thì cá nhân tôi sẽ có những cái đóng góp riêng tư về vấn đề cứu trợ bão lụt. Và tiếp theo chương trình thì chúng tôi nói về vấn đề từ thiện và luật làm từ thiện ở Việt Nam và ở hải ngoại. Xin thưa quý vị như vậy. Thì chúng ta cũng biết rằng trong cái mùa bão lũ lụt thì có những cái thiên tai, những cái mất mát, thì sẽ có những cái tấm lòng giang tay mở rộng hậu bao. Tuy nhiên sẽ có những thành phần diều hâu, kênh kênh giả mạo từ thiện, lường gạt đồng hương, đồng bào khắp nơi, lấy tiền bỏ túi, chấm mốc những cái phần quỹ từ thiện, hoặc là thậm chí là gạt gẫm, lấy luôn tất cả những cái vấn đề mà tiền bạc cứu trợ như thế đó, thế này thế nọ. Thì luật pháp các nước trên thế giới họ đều ra luật để mà họ ngăn chặn cái việc mà có những tay trung gian, có những tay diều hâu đã lợi dụng cái nạn lũ lụt hoặc là bất cứ dịch nạn nào để mà đi lường gạt nhận tiền cứu trợ, nhận tiền từ thiện. Thì được biết ở Việt Nam và chính phủ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Nghị định 64 năm 2008 về vấn đề làm từ thiện ở Việt Nam. Xin thưa quý vị, thì chúng tôi sẽ nói sơ qua, có những cá nhân ở trên Internet đã làm sai phạm về luật làm từ thiện ở Việt Nam. Đặc biệt đây là nhóm của anh Dương Béo, còn gọi là Nguyễn Tuấn Dương, đã công khai kêu gọi đóng góp gửi về tài khoản riêng của anh. Thì trong cái nhóm của anh Dương Béo này, chúng tôi xin nói rõ rằng đây là việc làm vi phạm pháp luật Việt Nam và có thể bị truy tố hình sự. Thì nói về cái luật pháp Việt Nam thì xin thưa, tôi có vừa nhắc tới đó là Nghị định 64 năm 2008 của Chính phủ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì họ nhằm ngăn chặn những cái trò mèo, trò lừa đảo giống như của những cá nhân như anh Dương Béo hay Nguyễn Tuấn Dương, là đã lợi dụng cái việc làm từ thiện để lấy tiền bỏ túi, lấy tiền tư túi. Thì luật pháp Việt Nam thông qua Nghị định 64 năm 2008 nghiêm cấm các tổ chức tư nhân, các cá nhân tư nhân được quyền gây quỹ từ thiện, được quyền góp tiền, kêu gọi đóng góp tiền, được quyền đi phân phát hàng cứu trợ hoặc là tiền cứu trợ. Xin thưa quý vị như vậy. Cái lý do chính phủ Việt Nam phải ra cái nghị định 64 này là nhằm dẹp những cái vụ mà kêu gọi từ thiện bừa bãi, loạn xạ, rối loạn cả xã hội Việt Nam. Và họ cũng muốn ngăn chặn những cái việc từ thiện ma, lấy ít, lấy nhiều, chấm mốc lung tung, lường gạt đủ kiểu, cho nên họ đã ra cái nghị định đặc biệt này. Và một điều rất quan trọng là có những tổ chức chống cộng, những tổ chức phản động đã nắp bóng từ thiện để mà chuyển tiền từ nơi này qua nơi khác,
chuyển tiền từ nước ngoài về cho các tổ chức tay sai, các cá nhân tay sai nằm trong hệ thống tổ chức phản động chống phá chính quyền, âm mưu lật đổ chính quyền, âm mưu tuyên truyền diễn biến hòa bình, âm mưu tuyên truyền cách mạng trắng, đấu tranh bất bạo động, lật đổ thể chế cộng sản, âm mưu tuyên truyền tam quyền phân lập, làm phân hóa hệ thống chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam tại Việt Nam. Thì có những tổ chức chống cộng ở hải ngoại, họ lợi dụng vào cái đường dây chuyển tiền từ thiện để mà họ rót tiền về Việt Nam một cách công khai, và sau đó là giật dây cho các tay sai, các tay chân nằm vùng chống phá, phản động hoặc là gây rối loạn xã hội bởi những chiêu trò, những mánh khóe, những trò mèo gây mất đoàn kết, tung tin giả, phản động, chống phá chính sách nhà nước, chính sách đoàn kết của nhà nước, chống phá nghị quyết 36, vân vân và vân vân. Thì họ nghiêm cấm bất cứ các tư nhân nào, các cá nhân nào, tổ chức tư nhân đều không được quyền và sẽ không được cấp giấy phép để mà làm từ thiện, gom góp tiền của nhân dân, rồi không ai kiểm soát, rồi không biết đi đâu, không biết làm cái gì, hoặc là đưa ra những biên lai ma, biên lai giả, những danh sách ma, danh sách cò mồi, làm những chiêu trò cho vài nhân vật đóng vai cò mồi đứng lên hô hào tặng tiền chỗ này, tặng tiền chỗ kia, kích động đủ kiểu, và đặc biệt là có thể dẫn tới việc xuyên tạc chính sách của nhà nước, chẳng hạn nói rằng nhà nước Việt Nam không lo đầy đủ cho người dân, mà đến bây giờ là phải có cá nhân tư nhân đứng ra làm, còn ông nhà nước thì bất lực không làm gì cả, chẳng hạn như vậy. Những tin tức rất xuyên tạc. Thì Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị định 64 vào ngày 14 tháng 5 năm 2008. Thì họ quy định rất chặt chẽ và rõ ràng là có 4 cơ quan chính thức và chính thống được quyền đứng ra kêu gọi và nhận tiền hàng cứu trợ, sau đó phân phối tiền hàng cứu trợ. Thì điều 4 của nghị định này, họ quy định thứ nhất là các cơ sở của Mặt trận Tổ quốc từ trung ương cho đến cấp huyện được quyền làm từ thiện, kêu gọi gom góp tiền hàng cứu trợ cứu nạn. Tổ chức thứ hai là Hội Chữ Thập Đỏ các cấp. Thì Hội Chữ Thập Đỏ là một hội mà được chính quyền Việt Nam công nhận và cấp phép cho việc nhận hàng, nhận tiền cứu trợ. Tổ chức thứ ba là các quỹ xã hội và các quỹ từ thiện của chính quyền thì mới được nhận tiền, nhận hàng để mà làm từ thiện cứu trợ. Và tổ chức thứ tư được công nhận đó là các báo đài chính thống của chính quyền mới được quyền đứng ra kêu gọi đóng góp tiền hàng ở trên phương tiện truyền thông. Ngoài ra, tất cả các cá nhân, các tổ chức tư nhân đều không được phép. Do đó, chúng tôi yêu cầu Dương Béo và đồng bọn phải trình ra giấy phép được làm từ thiện, được nhận tiền, được gom hàng và được phép đi cứu trợ khắp nơi. Hiện nay, quý vị có thể gọi và báo cho công an để xử lý hình sự các nhóm tư nhân, cá nhân không có giấy phép. Chúng tôi xin lặp lại, yêu cầu ông Dương Béo đưa ra giấy phép trong vòng 48 tiếng để cho khán thính giả khắp nơi
biết được rằng việc làm của ông là vi phạm luật pháp Việt Nam. Và điều 21 khoản 2 cho biết xử lý vi phạm các tổ chức cá nhân huy động, quản lý và phân phối sử dụng tiền, hàng cứu trợ trái với quy định tại nghị định này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Nói chung là các cá nhân có tấm lòng nhưng mà không được chính quyền công nhận và không được phép của chính quyền thì chỉ có thể làm những cái việc gọi là cá nhân với cá nhân, nhưng mà không được lên các phương tiện truyền thông để truyền bá những cái việc mà nhận tiền, nhận quà, nhận hàng rồi đi cứu trợ. Đây là một việc làm mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 21 khoản 2 nghị định 64 năm 2008. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.